chào cả nhà nha. À, bữa nay 11 tháng 4 sinh nhật của Mạnh Quỳnh. Tâm và rất nhiều các fan hâm mộ yêu mến Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đến sớm để chuẩn bị nhiều cái khâu để chuẩn bị cho cái đêm nay được diễn ra tốt nhất. Bây giờ là cái khâu đang dán cái hoa đăng để rồi mình sẽ để cái đèn cầy vào trong đây nữa rồi thả hoa đăng trên cái hồ bơi cho nó thật là đẹp. Đây mọi người nhìn xung quanh, các cô mỗi người một tay một chân vô để phụ làm cho nó hoàn thiện để cho đêm diễn thật là hoành tráng nhất. Và đây mọi người nhìn xung quanh, đây là hồ bơi, là cái view rất là đẹp được chuẩn bị công phu, màn hình LED, sân khấu nổi trên mặt nước, âm thanh ánh sáng, quay phim, tất cả mọi vấn đề. Quay lần gửi về quê Tây Ninh đồ cho người ta xem. Rồi tất cả các khâu đã chuẩn bị, bây giờ chúng tôi đang hoàn thành tất cả mọi vấn đề để tối nay là hy vọng sẽ có một cái chương trình thật là chỉnh chu và tốt đẹp nhất để cho mọi người được xem, cũng như là các bạn fan hâm mộ của ba miền Bắc Trung Nam, các bạn ở xa không đến đây để mà tham gia chương trình được thì các bạn cũng thấy được như thế này, các bạn cũng xem được qua cái video mà Tâm quay này thì cũng cảm thấy ấm lòng. Rồi bây giờ thì Tâm sẽ tiếp tục làm công việc tiếp và mọi người nhớ theo dõi hết để xem chương trình ngày hôm nay nha. Check in, bây giờ check in. Check in, đang đóng check in. Từ từ mình quay đã. Bây giờ là mấy giờ? Giờ là 16:32. 16:32, 4:32 phút chiều. Và Tâm thấy bắt đầu đã có những khán giả, các mạnh thường quân, các fan hâm mộ từ khắp nơi đã bắt đầu có mặt để chuẩn bị xem chương trình tối hôm nay. Đây là có bà chị rất là thân thương, Mạnh Trần Quân, đó là chị Chính Hà Nội. Đây chị Chính, các chị đã vào đây mấy hôm rồi đấy, chị nào cũng rất là đẹp, cùng Chín vào đây rồi đấy, ai cũng rất là đẹp. Sinh nhật đêm qua ngày 10 Tây ở nhà hàng Bồ Đà Chay Tân Định, sinh nhật Phi Nhung. Cô Chính đã cũng đã chuẩn bị hoa tươi rồi bánh rồi rất nhiều thứ chuẩn bị. Hôm nay là tiếp tục lên đây để sinh nhật Phi của Mạnh Quỳnh. Sáng nay 11 tháng 4 thì đoàn của cô Chính là đi chùa Pháp Lạc, đi từ sáng sớm 4 giờ sáng. Đó, rồi tranh thủ trưa quay về, về nghỉ được một tí thì bây giờ lại lên An Nhiên để có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là cái tình yêu mà các cô dành cho cặp đôi huyền thoại Phi Nhung Mạnh Quỳnh, thật là tuyệt vời. Và mỗi người một vẻ, các cô mà tay simi rất là đẹp nha. Đó. Đó. Chết vì idol đấy. Chết vì idol. Mọi người thấy cái view hồ bơi ở trên cà phê An Nhiên rất là đẹp. Hôm nay lần đầu tiên tổ chức sinh nhật Mạnh Quỳnh với một cái sân khấu nổi trên hồ bơi. Và màn hình LED được tạo thành những cái khối vuông nổi trên hồ bơi rất là đẹp. Các fan cũng đã từ từ có mặt để chọn trước cho mình những cái chỗ ngồi tốt nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng không quên tranh thủ chụp hình, lưu lại những hình ảnh đẹp nhất ngày hôm nay, âm thanh ánh sáng. Tất cả mọi khâu đều chuẩn bị hết sức là chỉnh chu. Dạ, đi được rồi. Cô, bữa nay cô có tặng bưởi nữa không? Biết rồi, lộ mắt. Chắc chắn tối nay mọi người sẽ thấy một cái đêm happy birthday Mạnh Quỳnh.
thật là hoành tráng, thật đẹp, thật tuyệt vời. Chú có ngày thật ấm áp và vui vẻ. Con chúc chú thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Con sẽ luôn yêu và ủng hộ mọi quyết định của chú, trân trọng và thương rất nhiều. Thưa chú, con rất là mong con vui vẻ và được làm gì mà như thế nào sống và con muốn làm gì. Chú chào chú, con là Phan ở Hậu Giang. Chúc chú sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Con còn mong chú được hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Cho dù chú có làm gì đi chăng nữa thì chúng con ở bên cạnh chú. Hãy yêu chú. Hello chú. Con tên là Tinh Hí, còn con tên là Hân Võ. Hai đứa con đến từ lớp mầm non Hoa Hướng Dương, đến từ tỉnh Kiên Giang. Sinh nhật chú, tụi con chúc chú nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc. Chúc chú luôn thành công trên con đường sự nghiệp, tụi con luôn ủng hộ chú hết mình. Bây giờ thì đã hơn 6 giờ. Các fan hâm mộ khi mà có vé vào thì bây giờ thì bắt đầu ăn buffet. Sau đó thì sẽ vào xem chương trình ca nhạc tối nay cũng như là chúc mừng sinh nhật cho Mạnh Quỳnh. Ơi, phát hiện ra cái bàn này nó ăn tàn khóc luôn. Nghe cái gì mà nói 1, 2, 3, 4 mà nó ăn coi kìa. Cái này là bằng chứng nha nha. Đó. Làm cho ban tổ chức thất thoát rất là nhiều. Và bây giờ thì cũng đã sắp đến giờ biểu diễn. Mọi công tác chuẩn bị gấp rút hoàn thành. Càng về đêm thì sân khấu càng đẹp, nổi trên mặt nước. Ánh đèn, sân khấu được trải khắp hồ bơi. Khán giả đã vào chật kín, rất là đông. Và để chuẩn bị bắt đầu chương trình thì mọi công tác đang
được gấp rút hoàn thành. Các bạn thấy rất là đẹp đúng không? Tâm quay cho mọi người thấy những hình ảnh trước khi chương trình biểu diễn tối đêm nay diễn ra. Những công tác như là thợ bong bóng, âm thanh, ánh sáng, ban nhạc. Tất cả đang hoàn chỉnh, đợi đến giờ biểu diễn. Một khung cảnh rất là đẹp. Mọi người đang háo hức chờ đợi một chương trình tuyệt vời buổi tối ngày hôm nay. Rất nhiều các khán giả hâm mộ ba miền Bắc Trung Nam tề tụ về đây để có mặt trong đêm diễn đặc biệt này. Chúc mừng sinh nhật ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh. Một đêm diễn được tổ chức rất là công phu và chỉnh chu. Và Tâm nghĩ rằng người ấy, Phi Nhung, cũng sẽ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để chứng kiến đêm nhạc đặc biệt này. Phố ở Ba Cửa Cà Phê Vườn An Nhiên. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta còn ở bên ngoài, sau khi dùng buffet, quý vị có thể nhanh chóng tiến vào khu vực sân khấu và chọn cho mình một chỗ ngồi theo như đã đăng ký với chương trình. Và để chúng ta cùng chuẩn bị bước vào chương trình tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị đã dành tặng cho chương trình cũng như dành cho Cà Phê Vườn An Nhiên. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng xin được nhờ sự hỗ trợ của các khâu chuẩn bị. Xin mời các bạn bên FC, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị ổn định vị trí và phân bố các vị trí với nhau để cùng kết hợp với chương trình tiến hành một đêm nhạc hôm nay được trọn vẹn và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn sự tác của quý vị và trân trọng kính mời.